Thì hôm trước từ trước đến nay khi mà mình quay clip về cái bà Lý có một cái người con mà sống khó khăn ở tỉnh Long An thì cũng được rất là nhiều anh chị cô chú kể cả trong nước và ngoài nước thì gửi tiền về giúp cho cụ bà. Có một số anh chị thì giúp tiền xây lại căn nhà, một số người thì giúp tiền để mà ăn uống để cho bà lo chữa bệnh. Thì hôm nay thì sau khoảng 1 tháng thì mình tranh thủ mình về mình trao cái số tiền cho bà. Mình ra mình qua cái cầu từ từ cái đã. Cái cầu này ghê quá. Cái cầu ghê quá. Nín thở luôn á. Tại do cái điều kiện bà Lý ở cách Sài Gòn nó xa, đi gần 3 tiếng đồng hồ, cho nên mình cũng có công việc ở Sài Gòn á, thì hôm nay mới dồn lại tất cả mọi người mình mới đem về để trao cho bà. Thì hôm nay thì mình về mình trao cái đồng tiền 40 mấy triệu để cho bà lo ăn uống thêm. Còn cái căn nhà, cái việc mà xây dựng căn nhà thì cũng đang được triển khai, khi nào hoàn thành thì mình sẽ đăng một cái clip sau. À, ngoài ra đợt này thì mình cũng có nhận 2 cái thùng sữa của cô Lan, của chị Lan ở bên Pháp và một cái anh Tuấn ở bên Mỹ gửi cho bà Lý. Những cái sữa này là sữa tốt, mấy anh chị nói là sữa rất là tốt, uống để cho bà bồi bổ sức khỏe, tăng cường cái thể trạng á. Anh chị cũng gửi cũng hơi lâu rồi đó mà mình cũng không thể vừa hôm nhận sữa xong đem về liền được, là do mình để dồn mình đi về lần á cho nó tiện, thì hôm nay mới có điều kiện mới về. À, tới nhà bà rồi đó, mình để xe ngoài này cho nó mát rồi mình đi vào. À, chị đưa cho anh con nó chứ được, nó về nè điện đi bỏ con gà ai chị á hả? Ừ. Nãy giờ cũng rồi hết sức luôn chồng. Dạ thôi mình vô vô. Ai vậy, con gái chị đó hả? Không, nó cháu À nó chạy đi à, chào bà nhá. Dạ, bà ở nhà có mình tới hả? Có con thằng trai nên làm. Anh Hải đi làm rồi hả? À, hôm nay đi làm hồ. Dạ chào chị, ngồi chơi chị. Nãy giờ bà than nghe đứt ruột. Sao ạ? Sáng ngày không nấu cơm cho ăn rồi bỏ đi rồi. Sao vậy? Rồi là kêu nấu nước cho tắm cũng không nấu. Sao vậy? Chị ngồi chơi chị. Được rồi, được rồi. Bà nói thằng này không được rồi, la ơi, thấy bà khổ quá đi. Dạ. Rồi chị đi xuống với bà chị này nè, chị chơi. Chị thấy hôm đó tôi cũng có giúp ở dưới đó, dạ mới nói thôi xin giùm chị bao gạo gì cho bả, chị gì đi mần thiệt nhưng mà không có khả năng cho bả, dạ thành ra chị thấy bả khổ. Chị ở gần đây hả? Ở gần đây nè, chị không có khả năng cho nhưng mà mình chỉ có lòng hảo tâm mà mình xin ở đâu đó mình đem giùm cho bả. Bây giờ được như cưng giúp vậy đó, giờ chị mang hỏi nè, chị nói dạ. Chị không muốn là người này giữ ba mớ, người kia giữ ba mớ, muốn lấy là lấy không được, đó là chị không muốn. Cũng giúp mình cũng giúp bả thôi chứ là mình không có ăn gì của bả. Tụi em cũng nói là bây giờ cái đồng tiền này không lên quy lời quy lãi gì hết, cứ tháng lấy 1 triệu 2 triệu cho ba. Đúng rồi, đâu có lời lại gì đó. Không lời lãi gì hết, điều kiện của bà không có để mà gửi ngân hàng. Bà không biết chữ. Dạ, rồi bà không thể nào đi ra lấy ra ngân hàng, mỗi lần bà muốn ăn chạy ra ngân hàng lấy thủ tục hồ sơ nó rất là khó khăn, chứ mọi người cũng góp ý là nói nên gửi ngân hàng nhưng mà cái ngân hàng này nó rất là khó. Bây giờ chị làm chứng cho. Dạ. Tóm lại cứ gửi một người mà nhưng mà bây giờ số tiền này chị không đợt này ba vẫn ốm yếu quá ha. Chứng chị làm chứng. Đợt này mà người ta thương người ta cho tiền á, ăn uống vô nha. Ăn uống thêm vô cho nó bồi bổ vô. Dạ. À cái này là 2 cái thùng sữa của mấy anh chị ở nước ngoài gửi về gửi cho bà đó. Uống vô bổ lắm, sữa nước ngoài á, uống vô là khỏe không? Nói nãy giờ báo cáo tao thấy đứt ruột, kêu nấu nước tao tắm cũng không nấu, kêu mua đồ đi ăn. Đi chơi rồi. Dạ, đi chơi chứ không phải đi làm à? Đi làm mới đi chơi. Đi làm ở cái nhà trống á. Trong này ở chung của bà giống hen.
À, đi làm cái nhà mà đang cho xây bên trong á. Có đất ruộng không tháng. Dạ, xây xây gần xong chưa bà? Chưa. Mùng 6 này ngày mai bắt đầu, bây giờ là người ta chuẩn bị thôi, mùng 6 này người ta khởi công, người ta làm luôn hết 3 tháng mới tâm lần. Rồi bây giờ là mình giao cái sửa trước em ha. Đưa đây anh cầm cái đó cho em bưng sửa cho bà đi. À, đây là cái thùng sửa này là của anh Tuấn ở bên Mỹ gửi cho bà. Đây, cái sửa này là anh Tuấn. Em khui ra luôn em. Anh Tuấn nói cái sữa này uống tốt cho bà để bà bổ sức khỏe á bà. Đây nè, còn tem còn nè. Dạ. Anh gửi nguyên thùng về cho tôi con. Đó. Cái sữa này bà pha uống bà nha. Pha để uống. Bà sữa nói, tươi hả? Của chú Mao hả? Sữa Ensu giống Ensu vậy đó. Coi sữa non này mà mắc tiền triệu mấy một lon á. Đúng rồi, mắc lắm. Triệu mấy bển gửi về mấy lon. Đây Ensu nấu nước sôi, để tắm ấm pha cái này chứ không phải là sôi nước nóng được. 1,4 triệu một lon. Đúng rồi, cái sữa này 1,4 triệu một lon. Rất là tốt á, anh nói vậy thì con chỉ biết vậy thôi, con đem về con trao cho bà. Đó là cái sữa của anh Tuấn, còn đây là cái mấy cái lốc sữa này là cái này chị có khui ra uống này, cái này là sữa của cô Lan ở bên Pháp gửi về cho đó, bà. Đó, của chị Lan bên Pháp đó. Dạ. Cái này sữa bên Pháp. Cái này uống cũng rất tốt. Sữa này tốt lắm, chị nói tốt lắm. Uống là khui ra uống hàng ngày. Là chỉ khui ra là uống thôi. Đó. Là bà có thể uống cái này liền được luôn, còn cái này là mình phải pha nước thôi. Dạ, trước mắt bà uống cái này trước đi. Đó, bà uống này, cái đó 1 2 3 4 lốc á, 4 lốc của chị Lan đó. Đó, bà uống cái mấy này bà khui ra uống trước rồi nha. À. Xong rồi bà uống cái kia. Là nói chung là mấy cái mình uống trước đi, trong bọc đỏ này là mình uống trước đi. Cái này là uống khui ra uống khỏi pha, bây giờ thôi làm trước con hũ luôn. Dạ đúng rồi. Đó, đó bà làm hũ ra sáng giờ đó nè. Sáng giờ đó nè. Nhìn cái vậy sao ăn nổi thật. Bà... Có phải không hay là cơm nó cho chó bà vậy? Bà ăn không nổi, bà cho con chó đó. Trời ơi. Thấy khổ khổ chưa? Trời vậy. Thấy chưa? Hồi nãy giờ á. Ồ, được về mấy em giúp được về là mừng dữ lắm rồi Thảo ơi. Đâm vô uống đây. Thôi dạ. Không, vậy uống thôi bà. Uống đi luôn. Thấy đứa ruột nãy giờ than đói bụng. Uống được không bà? Từ từ. Sao nhăn vậy ạ? Uống được không bà? Khó uống hả? Không, gắn uống. Tại gắn uống cái này là sữa dinh dưỡng. Dinh dưỡng đó. Dinh dưỡng. Bà uống hết cái lốc đó bà khỏe liền à. Bao nhiêu đây là mấy triệu bạc người ta đó. Cái này là vô thuốc sữa dinh dưỡng á, tốt cho bà á. Mày bên mình mắc lắm chứ vừa đâu phải 50-60 ngàn phải không? Hủ quá. Chứ không một chút đâu. Cái nhà là mừng dữ lắm rồi đó ơi. Rồi mọi người cho bà đang xây cho bà cái nhà đó, bà nghe bà mừng không? Mừng ở trong không? Bữa mùng 1. Dạ. Chị có điện rồi, chị điện lên 5 tháng. Chị ở đây chị coi vòng vòng khi nào mà tiến độ nó sao sao báo em với nha. Đúng, để em đúng. Khi nào xong em bây sẽ giờ, về. Bây giờ cái phòng đó để rồi chị điện với em rồi xuống trao cái một. Dạ. Cái này là 15 người ha. Có 15 người gửi tiền cho bà đó. Ngoài hai cái người mà cho sữa cho tiền này, à cho hai lốc sữa này cho bà thì có 15 người thương bà lắm. À, dạ, gửi về cho bà tiền thì đây, con quay 15 người này đây. 15 người là cho tổng cộng cái số tiền là 55.240.000. Đó. Đây là, vậy là giờ bà ơi, bà quyết định gửi cho chị. Cái số tiền này chị giờ này, bà tính chị sao? 55 triệu đó. Bà tính sao bà gửi ai? Gửi ai cũng được mà. Gửi, nói ai gửi con Vấn. Vấn á. À. Nói gửi con Vấn bà phải nói chị, lên. Chị gửi, bà gửi gì này ha? Chị Vấn. 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 Dạ. Vấn Vấn. Rồi khi mà gửi tiền xong á là mọi người cái tiền này là cho bà để bà ăn bồi bổ. À. Đó. Thì ví dụ con nói là một tháng bà lấy ra 2 triệu thôi. Đó. À. Đúng rồi. Là cứ đúng tháng là ví dụ đúng tháng là ví dụ bây giờ là hôm nay là hình như là ví dụ cuối tháng lấy đi ha. Đúng rồi. Ví dụ cuối tháng lấy thì cứ tháng cứ cuối tháng sau cứ kêu anh Hải tới lấy. Đó, cứ đúng cái tháng lấy. Trừ trường hợp bà bệnh tật. Trừ trường hợp bà bệnh tật đau ốm gì á, cần số tiền khác á thì ví dụ chị này tới coi có phải đúng không? Đúng thì rồi, chị mới xác nhận. Dạ, bà rồi. Chị mới chi, còn không cứ đúng tháng là ông Hải ông tới ví dụ ông tới ông lấy tiền ông nói lý do này lý do chị kêu chị cảm thấy không có đúng chị không có chi. Đúng, cái đó chị, là vậy, thật sự là có gì điện chị? Có gì dạ, điện chị? Rồi chị có thể có chị Hằng đây. Chị Hằng đây là chị làm chứng. Chị làm chứng thôi chứ tiền bạc nhỏ giữ thì chị không giữ. Dạ. Cứ bắt chị giữ không chị không cái có này chị không muốn giữ dạ. Dạ. Chị không muốn em biết rồi chị không muốn dính dấp nhưng mà nó cũng có cái trường hợp là không có đúng như cái lương tâm của chị thành ra chị không muốn thành ra chị muốn giữ cái phần tiền này đúng ví dụ như bệnh là chị phải tham khảo lại coi đúng hay là không chị mới chi với mức lượng ví dụ như bây giờ cái ca bệnh đó là nằm đúng cái tiến độ tiền bao nhiêu thì chị chi đó. Còn ví dụ như tiền ăn uống là bao nhiêu là chị chi cho em là phải là ví dụ như ghi rõ ràng là chị nhờ ai đó là thân cận gì đó là xác nhận giùm chị là ví dụ như nó không biết chữ là chị lăn tay nó hay là có người xác nhận giùm cho chị là chị cứ đưa nó 2 triệu rồi cứ chuyện cộng dồn lên
có chị Hằng làm chứng cho chị là cộng là số lượng ở cuối là mấy năm đó, bao nhiêu đó là được bao nhiêu, chị trả lại được bao nhiêu đó là chị Hằng biết báo cáo lại cho mấy em. Ví dụ như bây giờ tiền này ai ăn mình cũng không giữ làm gì, nhưng mà thấy nó trước đây đám ma của cái anh này là nó trên lệch, chị không muốn. Dạ dạ rồi em hiểu rồi, ý em hiểu ý chị rồi. Thôi bây giờ vậy này, em nói là rồi tụi em giao tiền xong thì bà giao cho bà để kiểm đếm ha. Đó, thì chị phụ kiểm đếm giùm em đủ cái số tiền em đọc trong cái danh sách của mạnh thường quân gửi tặng. Đây. Rồi xong thì qua đó xong thì em đưa tiền cho bà Lý xong. Xong rồi thì bà sẽ gửi cho chị. Đó là cái đó là quyết định của bà nha, chứ không phải là tụi em nha. Tụi em thì vẫn muốn cái số tiền nó bảo toàn để mà bà lâu dài, chứ nếu mà đưa bà trong nhà thì cũng không được. Đó, rồi đưa cho anh Hải thì cũng đâu có được. Không được luôn. Đó. Cái đó là chị nói thật sự. Rồi mà sau khi giao tiền thì tụi em cũng nói rõ ra là ví dụ à, bây giờ tháng dưới đây là tiêu 2 triệu đủ không chị? Được. Rồi, ba tháng tiêu 2 triệu thôi ha, tiêu tặng tiền mà là một năm là 50 triệu này mình tiêu được 2 năm. Đúng rồi, không có lâu lại lời lại gì, em biết rồi. Tiền này người ta cho không nói gì lời lại. Rồi là mình xài trong vòng được 2 năm cũng đỡ. Tháng 2 triệu, 2 triệu vậy. Bà cứ dùng tiền để ăn thôi. Ví dụ như 2 triệu mà dùng để ăn là được, có chứ không cần mà phải 2 triệu để ăn, tôi ăn thiếu thì tôi không được lấy không có. Tiền này là tiền của bà. Rất là cảm ơn. Cho nên bà muốn ăn là bà cứ lấy tiền để bà mua ăn thôi, không có gì hết. Cứ việc ăn bồi dưỡng, ăn vô rằng có sức khỏe hồi đó giờ mình khổ lắm rồi. Này cũng sáng mấy người mà mạnh thường quân nước ngoài rồi người ta hỗ trợ mình thì thôi giờ mình ráng mình ăn chứ đừng có nói gì tới vụ gì. Nói chung là tiền dây hỏi lời mấy anh chị cô chú gửi tặng cho bà để bà dùng bà ăn uống cho nó khỏe phắn cho người cho nên bà đừng có sợ gì hết, cái tiền là thuộc về bà ăn. Rồi nhưng mà gửi để cho nó an toàn tại nhà mình đơn chiếc thương bà ha. Rồi đây là danh sách 15 người là các cái anh chị ở trong nước và ngoài nước gửi tiền tặng cho bà Lý ở Long An. Thì số 1 là chị Vinh ở bên Mỹ gửi 100 đô. Thì số tiền mình đổi ra là 2 triệu 315 ngàn. Cái anh Khoa ở Bình Tân, Sài Gòn là gửi cho 500 ngàn. Cô Đào ở Úc gửi 2 triệu. Chị Uyên ở bên Mỹ gửi 2 triệu. Cái một chị ở Canada chị không có nói tên. Chị gửi 200 Canada thì đổi ra được 3 triệu 460 ngàn. Chị Đặng Phạm là ở bên Mỹ gửi 100 đô. Thì cũng 2 triệu 315 ngàn. Hai bé Ngọc Diệp, hai bé Ngọc Diệp và Tố Quỳnh ở bên Mỹ gửi 4 triệu đồng. Chị Dung Nguyễn ở Mỹ gửi 200 đô là 4 triệu 630. Chị Phương ở Củ Chi là chị gửi cho 2 triệu. Cô Trọng ở Vũng Tàu là gửi 300 ngàn. Chị Liệu ở bên Mỹ gửi cho 100 đô là 2 triệu 315 ngàn. Anh chị tên Đạt là gửi 200 đô là được 4 triệu 630 ngàn. Cô Nguyệt ở bên Mỹ gửi 100 đô là 2 triệu 315 ngàn. Chị Hương với chị Lập nữa ở bên Úc gửi 150 Úc là được 2 triệu 460. Chị Viễn Đông ở bên Úc là chị gửi cho 20 triệu luôn. Chị Viễn Đông này á gửi tới 20 triệu là tổng cộng 15 anh chị này gửi là 55 triệu 240. Là con sẽ giao đúng cái số tiền này cho bà. Bà kiểm đếm đầy đủ ha, xong rồi á thì bây giờ là con giao đủ là số tiền là 55 triệu 240. Thì bà nhờ hai chị đếm, đếm mà xác nhận giùm con cái số tiền con đã giao đủ, xong rồi bà gửi cho cái chị mà bà tin tưởng. À, anh về rồi đó ha, đi làm về hả anh? À, đi làm cái nhà của mình đúng không? À, làm xong móng chưa? Lên tường rồi ha. À. Thôi gắn mà làm nha anh, cho nó có cái nhà để mà ở. Hôm nay em xuống em giao cái số tiền cho. Thôi bây giờ anh ngồi đây đi. Ăn uống gì chưa anh? Chưa ăn hả? Đi làm về giờ ăn đâu, cơm nhà nấu hay sao? Nấu một chút. Anh ngồi đây chơi, em giao cái tiền cho mẹ cái rồi anh đi nấu cơm ăn ha. À. Rồi bây giờ là con số tiền là 55 triệu 240 ngàn. Thì bây giờ nhờ chị Hằng với chị này đếm giùm em. Em rồi cái cọc tiền em đưa từng 10 triệu một đi. Là 50 triệu trước. Chị Hằng với chị Vấn. Dạ rồi chị đếm giùm em một người 10 triệu đếm giùm em vậy. Em đó. Cứ giao cho bà Lý trước xong rồi hai chị đếm giúp em là đúng. Nhận đi. Nhận đi. 55 triệu 240 ngàn đó bà. À, đây là 10 triệu hả bà. Đó. 20 triệu. 30 triệu. 40 triệu. 50 triệu. Dạ đây là cọc 5 triệu. 55. 240. 40 ngàn. Bây giờ hả tụi con nhờ mấy chị ở đây kiểm lại đúng cái số tiền đây. Là 55 triệu 240 ngàn giùm con. Dạ. Chị ấy chị ngồi ghế đi chị, nè ngồi ghế đi, đếm phù cho em cái, đếm cái nào đủ xác nhận đủ giùm em cái.
Được về mừng lắm cho bà Thảo ơi. Dạ thì bằng ai cho chị tiền mua mặt dạng. Thấy bà khổ mà mình không có thể nào. Cái này là của các anh chị hết, tụi em cũng có gì hết, tụi em đem cũng xuống như là dạ. Chị thấy hoàn cảnh rồi là mới nhờ bà này, rồi cưng sức công, cái nào cũng có cái mục tiêu của nó hết trơn á. Cái nào nó cũng phải nhờ người này nhờ người kia chứ mình cũng không có khả năng mình giúp cho bà được. Dư kệ luôn. Dư kệ luôn, không sao. Đúng rồi. Dư 3 tờ. Sợ thiếu thôi chứ em dư em sợ. Có, dạ em sợ thiếu thôi. Rõ ràng chị điểm dư. Rồi rồi, dư ok dư luôn. Sao chứ còn sợ em sợ thiếu. Dư chút chị cái điểm lại dư cho bà luôn. Em không, sợ thiếu không, thôi. Dạ. Rồi rồi, miễn sao đủ cho tụi em là được à. Ấy thôi chị giúp. Dạ dạ rồi. Rồi 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 rồi. Chị điểm cọc có 5 triệu đó nha chị. Không muốn dính chút chút tiền. Em sợ thiếu lắm. Chị là chị sẵn lòng thôi, cái gì chị sẵn lòng. Tức cái là thấy bà khổ mà không bao giờ. Chứ là chị đi mần tối ngày chị không muốn dính vô đây. Đang đi mần chạy gì nè. Con đi cắt từ dưới 9 tầng 1 2 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 chung có đi không? 9 cặp nào cũng như vậy. Không sao đâu, đừng có thiếu là được ha. Đúng rồi, nhưng mà ý là em sợ thiếu thôi chứ em không sợ dư. Ok. Cứ rồi đầy đủ ha. Đủ đúng chị. Mình không quan trọng cái chị, chuyện này. Chị hai chị xác nhận cho em đủ số tiền em giao là. Chị đếm chắc chị bù. Rồi. Vậy à, bà ơi, vậy là con hôm nay con giao đủ bà là 55.240.000 ha. À, bây giờ chị Thảo cho chị ý kiến gì? Rồi. Bây giờ nãy nghe chị nói nè. Bây giờ cái hoàn cảnh của mình khổ. À, mà chị người ta thấy hoàn cảnh của bà khổ người ta giúp đỡ thì thôi bây giờ cái số tiền này là cái số tiền ăn nên mình gửi cho chị Vấn một tháng chị Vấn chi cho 2 triệu tiền ăn cứ là thiếu cứ là đúng ngày cuối tháng là cứ ngày cũng lấy không không có đạo lấy ẩu tả được không có muốn lấy thì lấy cái phần này là mình không có tính cái gì cái phần lời lãi gì cứ gì cho bà ăn lo cho bà no đủ hồi đó giờ cái hoàn cảnh của bà rất khổ rồi thấy không cái phần này còn bây giờ bà cảm ơn mấy người nước ngoài đã hỗ trợ cho tôi giúp đỡ cho tôi rồi bà cầm số tiền này bà gửi cho con Vấn 50 triệu chẳng rồi còn cái này để tôi xử cho 50 triệu giờ tôi gửi cho con Vấn 50 triệu nói lên cho con Vấn 50 triệu nó giữ tháng nó chi tôi 2 triệu tiền ăn rồi một tháng chị sẽ chi lại cho bà 2 triệu đồng ăn dạ dạ nếu như bệnh hoạn chị lại chị xác thật đàng hoàng rồi ví dụ như bệnh nó bao nhiêu là chi cho nó vừa ví dụ như mà 1.5 triệu đó là chị chi vừa trong đó chứ là chi thừa nữa là chị không chi dạ dạ đó hén là ví dụ như em muốn vừa mà có ai thắc mắc gì mà điện mà nói em á thì em cứ trực tiếp điện cho chị Hằng rồi chị Hằng rồi lên xác nhận lại chị dạ là xác nhận lại lối sớm của chị là có thực hành đúng hay không rồi rồi dạ. Cứ việc cắt là mày thí dụ mày kẹt mày có quyền mày mượn mày xài nhưng mà hô tao hô có là phải có tao làm chứng
Rồi. Còn cái phần này bây giờ tao đưa cho nó 1 triệu, nó đang mặn này, nó mua nước đá đồ này nọ cho tao uống. Rồi. Còn mấy bữa đây rồi là cái phần này lại chị Vấn đưa là giống như là mình mời người ta lại rước mẹ về. Là 4 triệu đó là mình làm tiệc, mua đồ ăn đủ, rồi ăn, rước mẹ về. Rồi rồi. Đó, chị tính như lớp vậy là cái ngày mà vô nhà đúng không? Vô nhà, mới. Vô nhà. Bây giờ con Vấn trước tiên là phải mua cho bà giùm cái mùng cái mền. Đang nói chuyện với em đó. Mấy cái mùng mền đó hả? Gọi lên tới liền. Có ai mua không? Ý là mua mùng mền liền cho bà bây giờ, ý là nói vô nhà mới á hả? Đúng rồi, nào vô nhà mới. Chị xử đừng có lo, chị xử là an toàn nhất. Em sợ mua đây. Anh Hải nè, em nói ý kiến vậy nè. Là hôm nay là có tất cả mọi người rồi ha. Là 50 triệu là gửi cho cái chị mà anh biết tên rồi đúng không? Biết nhà rồi đúng không? Là cứ cuối tháng anh ra đó chị đó lấy. Đây, 1 triệu này là cầm mua nước đá, không nhậu nha. Không có nhậu nhẹ, cái tiền này là mồ hôi công sức của người ta gửi tặng á. Cái phần lẻ này bỏ trong túi hàng gánh đi ngang mua ăn. Dạ. Hết. Bà đề cứ việc báo cáo với tôi con Vấn này là tôi làm chứng thôi, tiền bạc tôi không nhận, tôi không giữ giùm bà được. Con tôi giao cho con Vấn. Nhưng mà cái phần lo này bà để tôi sắp xếp. Còn cái phần này lẻ 4 triệu nha. 4 dạ. triệu này, lẻ 4 triệu này là cái ngày bà về, bà mày phải mua cho bà 2-3 bộ đồ sạch sẽ mới. Mua cho bà điểm mềm mồng mềm rồi nó rồi đưa cho nó thêm 1 triệu nữa, còn thằng già giao lại 3 triệu là mua, còn tiền này là cứ chu cấp 1 tháng 2 triệu tiền ăn là 30, cuối tháng là cứ 30 là chị giao phải không? 30 được không anh? 30 anh cuối vô tháng. Chị này lấy 30, cứ 30 này lấy rồi, không 30 có nói tới nó lui gì, bữa nay là chị đi làm như vậy nghe, không có nói tới nó là cũng giúp cho anh được vậy là mừng dữ lắm rồi đó, chịu phải không? Nhưng mà nếu mà bà hết sữa thằng Hải không mua, lấy ra 1 triệu mua sữa anh xua cho bà uống khỏi quậy gì nước nôi hết. Đúng không? Chị có ý gì đúng không? Mua sữa anh xua loại tốt nhất. Bây giờ bà tụi đã già rồi, quá khổ rồi. Nó bây giờ ở đây là giao có thằng Thảo, chị nói là chị sắp xếp là gọn. Chị anh là cứ cuối tháng anh vô chị này lấy 2 triệu. Ví dụ á, mẹ mà bị đau ốm bệnh tật gì đột xuất á thì anh báo với chị để chị ra coi mẹ thì anh chị đưa thêm tiền. Còn không á, bình thường mà anh lấy thêm là chị cũng đưa đâu. Ví dụ anh muốn ăn nhậu, anh muốn nó không rồi. Đưa đâu, qua cái phần này là không có đâu. Không mà chị đâu đó đàng hoàng. Đó đúng nha chị. Thật đàng hoàng. Đúng rồi, chứ vô tự nhiên nói là hôm nay hết đồ ăn rồi vô lấy thêm 1 triệu mua lẫn đưa nha chị. Rõ ràng vậy. Không mà mình phải đi bằng theo chị, có chị đây không? Rồi. Phải đi làm trong nhà của mình, rồi anh kiếm thêm việc anh ha, mình làm thêm để mình còn lo dài nè nữa. Hả nha, chị nói nè, cái này sữa này đắt tiền lắm, nước ngoài người ta gửi cho bả 1 triệu mấy rồi, chị đi bằng được rồi hả? Dạ chị đi bằng được rồi. Ủa sữa non nghe không? Chị đi nha. Dạ nó nhà thì mai mốt rồi chị báo cáo lên trở anh Thảo xuống, rồi phần đó tiếng sau cái nhà là giờ là chị nghe nói rồi chịu là con trao cho bà rồi ha. Bây giờ bà gửi cái lời cảm ơn các anh chị đã gửi cho mình sữa này, cho mình tiền này, quan tâm mình trong suốt cái thời gian qua, thì con sẽ chuyển lời đó đi đến các anh chị. Khi mà con đăng cái clip này là anh chị sẽ coi được cái lời cảm ơn của bà, của anh Hải. Trước mắt là bà cảm ơn. Cảm ơn mấy người nước ngoài đã hỗ trợ tôi. Bà nói đi. Cảm ơn mấy người nước ngoài đã hỗ trợ tôi. Mấy cô mấy chú nước ngoài hỗ trợ tôi. Bà nói đi. Giúp đỡ tôi khổ quá, giúp đỡ tôi. Dạ. Tôi cảm ơn. Rồi được rồi. Thế có gì để con gửi lời rồi anh Hải cũng nên cảm ơn các anh chị tiếng. Rồi em cảm ơn các anh chị này kia. Dạ. Nước ngoài đang hỗ trợ mẹ con. Mẹ của em này kia. Dạ dạ. Vậy em rất cảm ơn. Dạ em cảm ơn nhiều. Rồi bà hôm nay bà có mừng không? Đúng rồi. Mừng lắm. Nhận cái số tiền 50 mấy triệu. Bây giờ Hải ngồi đây có thằng Thảo đây nè. Mừng lắm. Chị nói hoài à, cái gì cái phải lo cho bà ăn. Nhớ ăn uống đi. Thêm vô nha bà. Nhớ uống mấy hộp sữa đó nha, đừng có bỏ nha. Tiền nhiều lắm á, bà đừng bỏ phí. Người ta đã. Bà biết không? Từ ở nước ngoài mà người ta gửi cái tiền cước nó rất là mắc. Mà người ta gửi về cho mình, người ta thương mình. Bà đừng, 1 triệu rưỡi một lon như vậy. Bà đừng có bỏ. Sữa này là sữa non á. Ở đây mình mua là 1 triệu rưỡi đó. Hơi khó uống nhưng mà bà gắng uống đi. Cái sữa này dùng để dinh dưỡng á bà. Thôi chị đi nha. Dạ rồi em chào chị. Dạ dạ. Rồi chị em bữa nào rồi nói chuyện. Rồi rồi. Dạ rồi em chào chị. Dạ dạ rồi em chào chị. Dạ. À rồi ba. Thì hôm nay còn cũng ở đây còn có thêm một cái số tiền nữa. 5 triệu của một cái chị Hành Hà. Cái chị Hành Hà 2. Cái chị này chị Hành Hà 2 ở Úc. Chị này là bữa hôm là người ta đã cho tiền xây nhà nhưng mà chị này muốn góp thêm 5 triệu. À, góp thêm 5 triệu. Chị Hành Hà 2. Có cái anh Hầu xây nhà ở đây. À có luôn hả? Cái rồi, rồi. Của cô chị Hạnh Hà gửi cho anh Hải xây thêm cái nhà, ví dụ như anh Hải, cái cô gì mà cô cho gọi điện cho anh Hải hỏi xây mấy phòng gì đó, dạ. Có nghĩa là cô thêm cho anh. Bữa hôm có cô đó gọi cho anh. Dạ,
cô nói là xây cái nhà mà có phòng à, 21 sao ở thì cô cho thêm 5 triệu. Không, con không cất đâu. Cái tiền này của người ta thì con sẽ giao. Cô muốn giao cho anh. Điện cho cái ông thầy luôn. Hả? Điện luôn chưa? Điện luôn mà đưa ra dạ. Tấm chị thôi. Chú, dạ. Chú vô hả? Mình đưa đây, mình mở lo lên. Giờ kêu ai nữa chị Thắng? Không có kêu, nhưng mà chị nói là cũng như cái phần 5 triệu này chị đưa thêm là anh Thắng phải lo cái phòng. Lo được không? Được. 5 triệu được cái phòng không alo, chú? Anh Nam ơi, em hẳn nè. Giờ họ bữa hôm là 40 đó. Em còn hẳn nè, em còn hẳn nè. Bây giờ em lên em đưa cho là thằng Hải bổ sung cho anh 5 triệu. Vậy thì không phải cho 5 triệu nè. 5 triệu là anh xây thêm cái phòng. 5 triệu thêm cái phòng hả? Ừ. Bây giờ em đang bổ sung cho anh 5 triệu nữa anh xây cái phòng. Anh xây thêm cái phòng nữa em. Ừ. Vậy là... Ừ, không có 1 căn gì, căn trước, căn trong phòng, vậy là thôi chứ 1 căn nào nữa. Xây cho bà cái mũi dán á, nhỏ, cho bà ngủ đó. Với cái toilet á. Dạ thì cứ bây giờ, cứ... Bây giờ đưa 5 triệu nữa là anh làm cho bà có cái chỗ ở trong buồng với cái toilet anh Năm ơi. Thì xây cái miếng gạch, xây cái phòng. Xây cái phòng hả? Ừ. Ừ. Thì anh làm cho bà cũng như ở trước có cái chỗ á, trong buồng có cái chỗ nằm với chủ yếu là cái chỗ nằm với cái toilet. Toilet có rồi. Ừ, bây giờ anh là người ta cho người ta ở ngoài nước ngoài người ta thấy hoàn cảnh bà vậy người ta cho thêm 5 triệu để xây cho bà cái phòng bà ở. Nên là mình phải làm. Nó. Ừ. Rồi bây giờ làm như tôi đưa tiền cho thằng Hải luôn hay là tôi đưa tiền cho ai? Nói có mấy phụng nè. Ngày mai không có gặp, bây giờ tôi đang ở đây là tôi đưa tiền luôn. Có ông Bảy Phụng đây đưa cho ông Bảy Phụng được không? Ông Bảy Phụng. Không. Thám để ai hả? Đi cả vòng vòng lấy mệt lắm hay là em giữ rồi chiều anh chạy xuống anh lấy. Ừ vậy làm như là em giữ cái thằng này anh xuống anh chạy xuống lấy nha, em không muốn dính thằng ấy nha. Vòng vòng mất con mệt phải không? Rồi. Rồi nó kêu tôi giữ đi rồi chiều cũng chạy xuống nhà chị không lấy. Rồi này anh Hai này, bây giờ là cái chị mà chị Hành Hà Hai này ở bên Úc á. Là chị biết mình được xây cái nhà rồi đó, cho tiền rồi đó. À, thì bây giờ chị có hỏi là xây nhà được bao nhiêu phòng rồi gì đó, thì bữa hôm anh nói là hình như có 1 phòng đúng không? Dạ. Rồi thì chị nói bây giờ chị muốn góp thêm 5 triệu à, thì gửi cho anh để mà anh kêu thợ nó làm thêm cho anh ngăn ra anh cái phòng hay là gì đó thì em biết. Dạ. À, thì bây giờ em sẽ giao số tiền 5 triệu này cho anh. Dạ. Đó đây anh đếm đủ 5 triệu giùm em giao cho anh 5 triệu. Cái này là của chị Hành Hà Hai ở bên Úc ạ. Đủ rồi anh ha. Rồi cái số tiền đó thì anh giao cho thợ. Rồi thì hồi nãy thì thợ mới nói với chị như thế nào thì anh giao lại cho rồi thì anh sẽ giám sát giùm em coi là có thêm cái phòng này hay không nha. Đó thì sẽ có một cái phòng như cái lời cái chị này chị mong muốn đó, thì hôm nay em đem về là coi như là bây giờ là chị còn nhà là đợi một cái nhà xong nữa là em sẽ về thì mọi người vào nhà mới thì cái niềm vui hân hoan thì khi đó em sẽ quay một cái clip sau nữa. Bây giờ là em giao số tiền này thì đã đến tay bà Lý để cho rồi cũng sửa xong đến cho bà để bà cố gắng ăn uống bồi bổ thêm bà ha. Dạ thì bà cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà đến ngày vô nhà mới cho nó vui vẻ đó. Ăn uống thêm đó bà uống, mọi người nói bà uống hết lon lốc sữa này là bà đi được á. Bà uống vô uống gắn uống đi. Ngày vì uống dạ sữa nước ngoài đó chú ơi, nè, một lon nè. Dạ. Nè rồi vậy thôi anh ha, cố gắng mà làm nha nè. Anh làm anh lo cho mẹ cho anh đừng có hư rồi nhậu nhẹt là mọi người cũng thương anh đâu. Dạ nó đúng rồi đó. Hãy nghe lời chị nghe. Dạ. Có gì chị tới lui, có chị đây rồi chị đó là mình ăn mà dùng để lo cho hai mẹ con để ăn uống, còn anh thì mã là có phước lắm rồi đó. Dạ. Hai Thảo có thì nhiều hơn mấy bà kia luôn á. À, hôm nay là 60 triệu này, 55 triệu, 5 triệu là 60, 60 với triệu, 50 triệu ở tiền xây nhà với dạ, mua đồ 100. Là 101 đó. Trời, 100. 60 với
40 trăm với chị kia cho tiền mua đồ này nọ, cái tiền số lẻ nữa mà chưa có đưa, chưa nhưng mà được. Xong nhà cái đó không, mình đưa 2 triệu nữa anh chị à, nhớ kể. Vụ 2 triệu hôm tới thôi mừng lắm rồi đó, dạ. Là 102 triệu rồi phải không, là trước mắt rồi đó, dạ. Nha, mừng lắm á bà ha, mừng không à, mừng không mừng chứ. Hải chiều nay nấu nước đồ tắm cho bà, ngày hải nãy bà than đó, dạ. Nha, nhớ bà nhớ uống sữa đồ vô nha, hôm nay chị hôm nay chị đưa lại ít tiền để mua đồ ăn này chứ hết trơn à, đưa gọi đưa 1 triệu đó. Ờ, nhớ mua đồ ăn nha anh, đưa 1 triệu đó mua đồ ăn. 1 triệu còn bả mấy trăm ngàn lẻ nè. Hôm nay là hôm nay đầu tháng sao chị không ấy lại cho bà 2 triệu? Không không, để cuối tháng đi, bữa nay giờ còn thì nó còn đồ ăn không? Còn 4 triệu nãy đó để nó mua đồ rồi nó đưa vô. À có nghĩa là 4 triệu nãy là chuẩn bị mua đồ ăn, mua quần áo rồi đó cho không, bà. Không để đi lo cho chị. Cái đó là chứ đừng, tại hôm nay mới chị, có mùng 10 phải không? Chị thì chị không có nhận cái số tiền này. Em biết rồi. Chị không có giữ đâu. Tại vì chị muốn giúp người thấy hoàn cảnh cái may mắn thì chị giúp thôi. Chứ còn cái vụ này chị lãnh là chị làm rồi đó nha, đúng rồi đó. Bà cứ nghĩ là mình đã có tiền mọi người giúp mình. Còn hãy giờ chị nói luôn, không phải tiền gửi chị vấn, mà muốn lấy giờ nào thì lấy, đúng đó. Chuyện mình mới lấy ha, lấy về phải cho mẹ ăn no đầy đủ ha, nhớ thì bà già lắm rồi, đời của bà không còn. Anh Hải biết sao, mấy anh chị bà anh cũng đi mừng cực lắm á, thì mấy anh chị thương nhà mình thì gửi về giúp mọi người ít nói đúng rồi. Anh Hải gắng ha. Vậy thôi bà ha, hai vợ chồng con ghé thăm bà về tôi con đi nha. Tại con đi làm rồi con còn lên. Rồi, vậy thôi em đi nha anh. Dạ. Chị Hằng em đi nha chị. Chị cũng về luôn. Dạ, vậy thôi con đi nha bà. Rồi, con chào bà, em chào anh. Gán uống cho hết hộp sữa này tôi coi coi. Không, gán uống, uống sữa này đặng đi được. Nó có sức khỏe vô. Hết rồi là tôi kêu gán mua sữa anh xua cho uống. Hết hơi ngán nhưng mà bà gán uống. Sữa này tốt, có dinh dưỡng. Ngán. Rồi thôi con đi á. Đúng là nó ngán. Rồi con chào bà nha.